chào mọi người đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi. Như các bạn cũng đã thấy, những ngày vừa rồi xuất hiện tràn lan trên group Facebook cũng như là fanpage của Vật Vờ Studio hình ảnh anh Khôi Ngọc đăng ký đi thi Vua Tiếng Việt. Tiếng Việt của tôi thì bét cái văn phòng này rồi. Vậy nên là ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được tổ chức ngay cuộc thi thử cho anh Khôi, cũng như là để tìm ra những đối thủ gọi là xuất sắc tiếp theo để nối bước anh Khôi đi thi Vua Tiếng Việt ở trên VTV3. Ngày hôm nay thì chúng ta có 3 người chơi ở đây. Đầu tiên, anh Vô Vinh Sô. Ôi, đang chạy 2G. Vâng, xin chào các bạn. Thì các bạn biết rồi, mình có một trong những vấn đề rất nhiều với nhân viên ở văn phòng, đó là các bạn thường xuyên sai chính tả. Nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi là sẽ cho các bạn sáng mắt ra là tôi mới là người giỏi nhất về tiếng Việt ở đây. Và hôm nay tôi cho thằng Khôi thấy là thằng này chỉ là thằng DBRR thôi. Nào, hãy ghép cái từ đấy thành một câu đi. DBRR. Thấy chưa? Dô tiếng Việt. Rồi, ứng cử viên số 2 đó chính là... Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Như, reviewer mới của Vật Vờ Studio. Chắc bây giờ cũng không mới lắm rồi. Mình là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nên ngày hôm nay mình quyết tâm là phải giành chiến thắng để xứng danh với học viện đấy cái gì? Không, để em tham vọng trở thành phó giám đốc của Vật Vờ Studio. Báo chí mà biết sai chính tả thì nhục lắm. Và cuối cùng, cũng chính là nhân vật mà chúng ta đang nói đến từ nãy đến giờ, đó chính là anh Lê Công Minh Khôi. Mình là người duy nhất trong văn phòng này tự tin đủ khả năng để văn phòng này nghe thấy buồn cười rồi. Đấy, nói chung là mình là một người có khả năng tham gia trình Vua Tiếng Việt, đăng ký thì nó phải có chắc bọt đúng không các bạn? Các bạn xem ra mình là okay. Ông sếp của mình cũng nhà con bé học ở Học viện Báo chí Tuyên truyền này. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng thi số 1, đó chính là phòng thi về sự phản xạ. Ở đây thì chúng mình đã chuẩn bị những cụm từ mà đã được đổi những vị trí của các chữ cái để mọi người có thể đoán. Mọi người sẽ có 10 giây để đoán một cụm từ. Chưa, tôi nghĩ là anh Vinh anh nhìn thấy kết quả rồi. Chưa, điên là tao đang nghĩ đến tượng. Tao đang nghĩ đến cảnh là tao toàn nghĩ bậy bạ. Tại vì hôm qua tao lướt Facebook ấy, tao toàn nghĩ lung tung thôi. Mà bây giờ chưa gì tao đã nghĩ được các cái từ. Em thấy rồi, em thấy. Bố mới sụp khoảng rồi. Vâng, các người chơi đã sẵn sàng để đến với vòng thi số 1 chưa ạ? Rồi, sẵn sàng. Ok, bây giờ thì mọi người chuẩn bị nhá. Chưa thì cũng rồi. Bây giờ mọi người có 10 giây nhá, mọi người nhớ nhìn kỹ nhá. Rồi, nhìn đâu? Đây, sẽ quay màn hình ra nào, chuẩn bị nhá. Sẽ nhìn bài. Có sao đâu, quay ra xong bắt đầu mọi người nhìn thấy bắt đầu mới bấm giờ mà. Ừ. Cụm từ đầu tiên này, 3, 2, 1. 10 giây bắt đầu. Ủa? Có rồi, cu cu. Viết sai chính tả. Cô đã thiếu mọi dấu sao. Thiếu. Nhưng mà chúng ta tính cho anh Vinh đầu tiên. Nói chung là ai xong thì phải hô lên để mọi người cùng biết. Chứ em nhìn bài rồi. 1, 2 và 3. Rồi, chưa nhìn bài rồi. Chắc người dịch ra chưa nhìn bài rồi. Tính điểm như nào nhỉ? Tiếp. Nốt vào đâu nhỉ? Ai nhanh nhất được cộng điểm thôi. Rồi, anh Vinh được 1 điểm nha. Che đi, che đi. Đừng để anh Vinh. Che đi. Rồi. Cộng từ số 2 nha. Cộng từ số 2 này. 1, 2, 3. Tức tưởi. Ôi, sao phải biết ra chứ? Cần gì anh đọc đáp án là được mà. Không phải biết á? Ừ, nếu mình nói là tức tưởi. Thôi, chơi chơi ăn ra, phải biết ra chứ. Đúng rồi, đúng là tức tưởi. Nhưng bây giờ nhá, anh Vinh biết ra. Biết này là nháp để test thôi. Cứ để xếp thắng rồi bọn mình làm giám đốc. Nào, ô số 3 này. 3, 2, 1. Chênh choạng. Bye. Chắc chắn đi. Chắc chắn là biết trước này rồi. Không biết là sao được, nhưng mà nhìn là biết mà. Anh có biết trước không? Biết chưa làm sao được. Chàng ấy, em sai em cách đặt rồi. Em để ngay chữ C đầu tiên nó dễ đoán quá. Nào ở đây. Thế sao anh không đoán? Ê, tôi chưa kịp nhìn kết quả. Từ đến cho tiếp, em đi là nhất cự ly nhìn khoảng cách. Đúng rồi. Liên quan đéo gì. Tôi nhìn lại đổi chữ, đổi chỗ nào. Ok luôn. Tôi nhìn đều chưa rõ. Nào. Rồi, xếp, ra đi tiếp. Rồi, ok. Quạc. Chấp. Rồi, tiếp. Nào, câu hỏi tiếp theo này. Quạc. Mày. Em biết nha, em thấy hết đèn. Bỏ xuống. Che đi, che đi. Nào, 3, 2, 1. Cốc. Ngũ cốc. Không, không phải. Đấy là ngũ cốc. Rồi. Chiều cả ba người không ai trả lời được. Cái này là củng cố. Ôi giời ơi, chị ơi. Củng cố sai. Đúng rồi à. Mày trừ điểm đây. Mày củng cố đúng rồi. Mày trừ điểm. Ý kiến ban giám khảo, ý kiến ban tổ chức
mà ý kiến sai là cũng bị trừ điểm nhá, đây là đúng rồi. Đúng rồi, này bị trừ điểm, khôi trừ một điểm thì ngu. Wow, UNG, cờ, ố thì còn gì nữa. Đúng rồi, khôi trừ một điểm, khôi trừ một. Chuẩn bị này, 3, 2, 1. Lập luôn, lập luôn. Đấy, tôi đúng rồi. Ba người đều đúng, tiếp tính điểm là cả ba. Tôi bị sự ép anh em ạ. Xin nữa thì nói ra cái điều không nên nói. 3, 2, 1. Ờ... Lưỡi liềm. Đúng rồi. Không được tin nữa. Lưỡi liềm, ta trả lời thứ hai. Nhưng không trả lời, tôi là chính điểm. Chúng mình... Ông sếp tôi chơi bác. Cay quá. Cay được. Thằng chó khôi chơi đều ấy. Bỏ cái này xuống nó sẽ che mất anh cái này. Đấy, đấy là không được, đấy là không được nhá. Mẹ bỏ lúc xuống đấy, lúc đấy không che. Được chưa bắt dậy. Ý kiến ạ, ví dụ thí sinh mà đánh nhau có bị loại không hay người bị loại? Không, tiếp đi. Ở đây là trong trước rồi nhá, chứ lên VTV3 mà như thế là xấu lắm. Xấu mặt VT Media. Đúng rồi. Nhìn nó cũng thế thôi mà. Không thấy gì. 3, 2, 1. Gì đây? À... Lém lì. Đúng. Ngồi rồi. Lém lì. Đúng là cái gì cũng phải rút kinh nghiệm thôi. Ôi sợ thầy phản phản nhanh nhỉ. Rồi. Số mặt sinh viên báo chí quá. Rồi. Cái dễ lắm. Chú qua đấy rồi chú thắng rồi nào. Nào, one là two là three. Quăn quại. Uốn éo. Éo quăn. Quăn quẹo. 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 Kiểu như này. Xoắn quẩy ấy. Kiểu như anh thấy anh hôn nhau ấy. Xong rồi anh anh trong bộ sến quấn quéo ấy. Ok, cô đấy là còn ý kiến bác tổ chức nhá. Vâng, tổng kết vòng 1 thì chúng ta có người dẫn đầu, đó chính là anh Vision với số điểm là 17. Anh Lê Công Minh Khôi cố gắng một chút hơn nữa, mới 13 điểm thôi. Và cuối cùng tôi là trừ điểm sinh viên đến thôi vì một điểm thì ngu quá. Sinh viên đến từ báo chí và tuyên truyền, chị Quỳnh Như thì một điểm. Giảm ờ thua thôi chứ xếp vui. Ok. Tại vì ai thắng là được, muốn làm gì thì làm, người đừng gây thua mà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2. Vòng 2 thì cũng tên là phản xạ thôi, nhưng mà chúng tôi tách thành hai vòng để cho nó vui. Đấy, vòng 2 thì chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi random về tiếng Việt. Ai muốn trả lời thì giơ tay, ai trả lời nó đem trừ điểm luôn. Ok, giơ tay nhá, giơ tay. Vì cái này chỉ được một người trả lời thôi đúng không? Chị trả lời. Nào, bây giờ tìm hai từ đồng nghĩa với ăn. Không. Hốc cái gì mà hốc? Trừ điểm đúng không? Đấy. Hốc. Rồi tiên. Xôi. Ba từ luôn rồi. Ui giời. Cộng với một điểm. Thề luôn. Tiếp theo. Bỏ tay xuống, giơ tay sớm là bị phạt. Để tay. Đọc nốt phần sau của câu thành ngữ. Tôi chết rồi. Cái này khó này. Khó. Dâu tôm đối với ruột bầu. Nhanh đây. Lại mà tôi tìm. Cái này hòa mà tôi tìm. Thôi. Không mà tôi tìm về cái này hòa. Không, còn tôi tin, còn tôi tin. 1, 2, 3. Ủa là sao? Đến. Đầu tôm đấu với ruột bầu, trùng trang vợ hút, gật đầu khen ngon. Chính xác, cậu anh Minh 1 điểm. Đấy, chưa gì có 2 điểm rồi. Nào, câu thành ngữ tiếp theo, điểm vào chỗ trống. Ao, chấm chấm chấm, tốt, chấm chấm chấm. Cái gì, nó đọc lại tại vì đang nói. Ao, chấm chấm chấm, tốt, chấm chấm chấm. Cái gì nữa? Tiếp chứ? Không. Làm gì có... Ô, phải đọc hết phải đọc hết câu chứ. Hết rồi. Đây là điền nốt vào chỗ trống của một câu thành ngữ. Ao chấm chấm chấm. Tốt chấm 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 á. Ao chấm chấm chấm. Nào. Ao cá. Đúng rồi. À không, đọc cả được cả câu. Ao cá gì? Tốt gì? Không đọc được là bị trừ điểm. Trừ điểm. Ao cá tốt lắm nè. Đây tôi. Ao sâu tốt cá. Đúng, chính xác. Quỳnh Như trừ một điểm vì tôi cật nhà với ban tổ chức. Chứ phó giám đốc hơi xa. Sáng lạng hay sán lạng? Sán lạng. Chính xác, cộng 1. Ê. Có thiên vị quá không dị? Đúng, thiên vị của anh. Thế thì chỗ nào anh giơ tay nhanh hơn nữa làm. Bởi vì cái này lần trước có hỏi thằng Khôi trong cái video phỏng vấn rồi. Ê, thấy không? Hai người chơi có ý kiến tôi là ban giám khảo rồi. Vất vất rồi. Nào, từ từ, editor slow motion này bạn đấy. Đấy. Bạn biết không? Cái này như kiểu là trận Việt Nam đấu với cả Oman. Ừ, mẹ mồm đi đoạn vào lời slow motion này. Biết sao không? Vì nếu anh Vinh thắng, anh sẽ trở thành phó giám đốc tiếp theo. Xịn sò hay xịn sò? Ai nhỉ? Hồi trước. Xịn sò. S-H-X.
Trả lời đi, S hay X? Cái gì S, cái gì X? Xịn, sò hay là xịn sò, trả lời đi. Xịn là X và S. Thế đúng. Sai. Sai đâu? Phải là xịn sò. Sai. Không phải. Xịn xịn sò chứ. Bà nó xảo. Thưa thì em bà tổ chức. Bà bà tổ chức luôn. Rồi, bất cập có nghĩa là gì? Bất cập tức nghĩa là cái vấn đề này bỗng dưng nó ập đến mà chúng ta không thể xử lý được, rất là bất cập, mà chúng mình không xử lý được thì chắc chắn là nó bất cập rồi. Không đúng, nói thế là không được. Nào, anh Khôi. Bất cập là một vấn đề gây nhức nhối khó chịu cho mọi người. Đúng là bất cập. Bất cập không phải là vấn đề, bất cập vấn đề là danh từ, bất cập nó là tính. Rồi, sai rồi, Như giải thích đi. Bất là gì? Bất là không. Cập là gì? Cập là cập nhật. Dạ, không cập nhật á. Thật ra là câu này nó cũng đúng thôi. Bởi vì bất cập là không bắt kịp, không theo kịp. Wow. Kiến sư có chứ. Có lẽ đùa mãi, nó đoán thừa mà. Cái này cắt nghĩa từ rồi. Ừ, có là chưa hiểu. Nào, đọc tiếp câu thành ngữ sau. Nói lời phải giữ lấy lời. Ba chấm. Đùi. Em chưa mà. Ở tù tì thì hai đứa này ngang nhau mà. Anh người lớn giải quyết vấn đề. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu sợi lại bay. Chính xác, đúng là như con bướm có khác. Tiếp theo. Dối như ba chấm. Anh Khôi. Dối như tờ vỏ. Không phải. Rối như tờ vỏ, đây là dối mà thằng ngu. Không. Rối mà. Rối như tờ vỏ. Thế rối như tờ vỏ là đúng rồi. Sai chỗ nào nữa? Thật ra là câu em nói là không phải câu đấy. Thế là gì mà chuẩn đấy? Thế là Như trả lời đấy. Dối như lòng con trang. Gần nhà chưa thêm một điểm. Thế rồi, đáp án của anh Khôi cũng đúng là một câu thành ngữ. Thế nhưng mà câu thành ngữ em đang nói đến đây, nó là một cái từ đằng sau. Nó là một từ giống như vòng vòng. Ủa? Nó vẫn cùng nghĩa mà. Thế rồi, tạm chấp nhận là đáp án của anh Khôi. Tạm chấp nhận cái gì? Ban tổ chức đưa ra kết quả không? Ban tổ chức làm gì? Nào, bây giờ đọc câu buổi trang buổi chung 10 lần liên tiếp. MC mà mọi người, buổi trưa ăn buổi chua. Đọc nhanh buổi lên. Buổi trưa ăn buổi chua, buổi trưa ăn buổi chua, buổi trưa ăn buổi chua. Sai không? Buổi tay không? Đấy là anh mà, anh giơ tay thứ hai. Buổi trưa ăn buổi chua, 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 buổi trưa ăn buổi chua. Buổi trưa ăn buổi chua rồi. Điên là thằng Khôi cứ cù cù anh này. Không, cái vỡ bản đấy là câu đối phương. Trước khi anh Khôi cù sẽ đã buổi chua. Thế vấn đề đã đếm chưa đã? Đếm được mấy lần rồi? Lại. Ai chơi? Mày đếm đi. Rồi em đếm. Anh bị lát tay. Hai. Ơ thế em cũng phải được chơi lại. Nói. Thế em đếm nhá. Em đếm. Khôi không được chọc một người chơi xuống. Tao ôn lên cái sờ. Buổi trưa ăn buổi chua, buổi trưa ăn buổi trưa, buổi trưa ăn buổi chua. Mọi người sao? Khôi, đọc đi. Quá là khó. Đấy. Cô đếm rồi. Buổi trưa ăn buổi chua, 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 buổi trưa. Buổi trưa. Ơ sếp. Đấy. Buổi trưa ăn buổi chua, buổi trưa ăn buổi chua, buổi trưa ăn buổi chua. Buổi trưa ăn buổi chua. Mày nghe buổi trưa ăn buổi chua. Đúng rồi, buổi chua rồi. Mày buổi trưa mà. Mày buổi chua ăn buổi chua. Câu này ba người đều được cộng mỗi người một điểm. Thôi rồi, thế không? Thế không, mình cái phần này cái điểm hơi khó hay là mình bỏ đi, câu là bỏ qua. Luôn hết lần. Câu này chỉ cần đọc được 3 lần thôi. Hai lần rồi. Cái gì? Luôn hết. Tôi phản đối. Ok, em đồng ý. Tôi phản đối. Quá bán. Rồi, đọc câu đấy nhá. Quá bán. Lúa nếp là lúa lên lớp lớp lòng nàng lưng lưng. Lúa nếp là lúa lên lớp lớp lòng nàng lưng lưng. Mới hai lần. Hai lần rồi, đây là anh. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên nước nước lòng nàng nó lần. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên nước nước lòng nàng nó lần. Hai người mỗi người cộng một điểm, Khôi đéo được. Rồi thôi, câu cuối nhá. Câu cuối cực kỳ khó này. Ngoan ngoáp nghĩa là gì? Cái gì đây? Ngoan ngoáp. Cái gì ngoan ngoáp là gì? Ngoan ngoáp. Chỉ một trạng thái ăn kiểu nhồm nhoàm. Ngoan ngoáp. Ôi giời ơi, vua tướng Việt. King of Pyramids. Từ đã, cộng điểm đã. Điểm đã. Chứ cộng điểm rồi. Hồi hộp, tim đập luôn. Đây là 2 này, 3. Sau vòng 2 thì chúng ta xuất sắc có hai đối thủ, đó là đạt được 4 điểm, đấy là anh Tinh Trần và anh Lê Công Minh Khôi. Ngoài ra, sinh viên đến từ trường báo vô cùng tự hào, đó chính là chị Quỳnh Như đạt được 2 điểm. Thực ra là 4 điểm đấy, nhưng trừ 2 điểm do... Lấy đâu 4 điểm? Cửa nhà. Nếu mà thế thì còn âm điểm đi, cửa nhà quá nhiều, chúng tôi chỉ trừ 2 thôi. Đó, và như chúng ta cũng đã thấy, cộng tổng kết với vòng 1, người giành vị trí quán quân trong ngày hôm nay đó chính là anh Vinh Trần. Tôi phản đối cái vụ lúa lép. Lúa lép rồi. Tôi phản đối vụ đấy.
Bây giờ để chứng minh là người thắng cuộc xứng đáng thì bây giờ em đố sếp là Phong Phanh hay Phong Thanh. Cái gì? Nghe Phong Phanh hay nghe Phong Thanh? Cái từ Phong Phanh là ta dùng hàng ngày. Bởi hôm nay bây giờ tự nhiên hỏi ra Phong Thanh thì chắc chắn là phải là Phong Thanh rồi. Đúng rồi, anh xin lỗi. Cơ tướng hình. Tôi cô là nó khó hơn. Này, chúng tôi có lần gì các bạn. Và người về thứ hai đó chính là anh Lê Phương Minh Khôi. Có khả năng đi thi được đấy. Thì được. Qua vòng tay gọi là rèn luyện, bàn tay rèn luyện của anh Minh Trần thì mong là anh Phải tự tin chúc anh Khôi sẽ đi thành công. Ta sẽ được gặp anh Minh Khôi trên VTV3. Tôi sẽ giành giải thưởng 100 triệu cho anh em xem. Rồi. Và cuối cùng, xin được đến từ trường báo chị Đào Nguyễn Thị Quỳnh Như. Đây là báo chủ tạp chí Báo Lá Cải. Anh em mình có thể nào cắt cái đoạn và giới thiệu đến từ trường báo. Không. Hai là mình là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nên ngày hôm nay mình quyết tâm là phải giành chiến thắng. Xấu hổ quá, xin lỗi mọi người, xin lỗi 500 anh em đến từ agency. Các bạn nhớ xem subscribe cũng như là like share để chúng mình có thể ra thêm những video vui vẻ cho các bạn nữa. Và đừng quên ủng hộ anh Lê Công Minh Khôi, sắp tới sẽ đi thi trên VTV3 và đã được chọn rồi. Có thể sẽ được đi thi trên VTV3 và chúng mình còn rất nhiều vòng thi nữa nên các bạn hãy theo dõi trên Phố Ăn Chơi. Và xin chào và hẹn gặp lại.